Lần đầu tiên admin khám phá bí ẩn gửi lời chào các bạn và gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người trên toàn thế giới đã đồng hành cùng admin khám phá bí ẩn thời gian qua. Và admin khám phá bí ẩn một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Và các bạn đừng quên nhấn subscribe và share để admin khám phá bí ẩn có động lực để sản xuất ra những video clip hay nhất, hấp dẫn nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại. Bạn đã sắm đèn lồng nội y bá đạo như thế này để đi chơi trung thu chưa? Nếu bạn vẫn phân vân chưa biết nên sử dụng món đồ chơi độc đáo thú vị nào để nổi bật nhất trong đêm trung thu thì hãy tham khảo mẫu đèn lồng nội y này nhé. Đảm bảo ai ai cũng phải ngước nhìn cho xem. Đèn lồng là thứ không thể thiếu trong mỗi dịp trung thu. Vài năm trở lại đây, những mẫu đèn lồng càng trở nên độc đáo đa dạng. Thế nhưng sáng tạo đến mức độ nội y cũng thành đèn lồng như này thì nhiều người cũng phải bó tay. Mới đây, cư dân mạng lại được fan cười vỡ bụng với hình ảnh những chiếc đèn lồng vô cùng bá đạo được làm từ đồ nội y có 102. Đây chắc chắn là ý tưởng chất nhất hệ mặt trời khi chỉ với một khung dây thép. Mỏng cùng một ngọn nến và vài đồ trang trí là bạn đã có thể sở hữu cho mình một chiếc lồng đèn nổi bật để dạo chơi đêm trung thu. Không chỉ là quần chip mà ngay cả những mẫu đồ ngủ, áo ngực, đồ bơi của nữ cũng biến thành chiếc lồng đèn rực rỡ trong vòng một nút nhạc chỉ với hệ thống đèn LED hiện đại, thậm chí còn nguyên móc treo quần áo. Những chiếc đèn lồng siêu chất này đã thu hút hơn 6.000 lượt thích và hàng trăm lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng. Người chia sẻ những hình ảnh này hóm hỉnh cho rằng đây là những chiếc đèn lồng chất nhất trung thu cho cả nam và nữ tận dụng đồ cá nhân. Bên dưới dòng chia sẻ là hàng trăm lượt bình luận, đa số mọi người đều tỏ ra vô cùng thích thú vì trình độ quá sáng tạo tận dụng mọi thứ, biến điều tưởng như không thể thành có thể của các bạn trẻ. Bạn Phương Trần bình luận: có hẳn cái tour rô phong cách Royal Hoàng Châu cách cách bên dưới luôn. Hay thật, vậy mà cũng nghĩ ra được, cảm thấy tuổi thơ ùa về quá. Thậm chí, tài khoản tên Mỹ Linh còn bá đạo hơn khi nghĩ ra độc chiêu hong khô quần áo mới. Lúc mưa bão thất thường như hiện nay, đồ mà phơi không kịp khô cứ làm như này, vừa có lồng đèn lại còn khô đồ nhanh, quá tiện. Một vài bạn nam còn hài hước bình luận rằng, nhận đổ buôn mẫu mã đèn lồng kiểu dáng như trên số lượng lớn nhé. Ngoài ra, có thể thiết kế theo yêu cầu khách hàng khiến không ít người ôm bụng phì cười. Bên cạnh đó là rất nhiều bạn trẻ tiếu táo đùa rằng muốn có một chiếc lồng đèn như thế nào để dạo chơi đêm trung thu. Mua đèn này sẽ sáng nhất đêm trung thu, cách chơi độc đáo nhất trong ngày trung thu, hay chị em làm một bộ đi chơi hàng mã là những bình luận vô cùng thú vị của cộng đồng mạng. Bạn thì sao? Có thích mẫu đèn lồng nội y siêu chất siêu độc này không? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé! Bạc Liêu: vòi rồng xuất hiện ven biển khiến nhiều người sợ hãi. Vòi rồng vần vũ suốt gần nửa giờ trên biển Bạc Liêu khiến nhiều du khách sợ hãi, nhưng có một số lại thản nhiên đứng để chụp hình hiện tượng này. Một số người dân ở khu vực biển Nhà Mát chứng kiến sự việc cho biết, vào khoảng 16 giờ ngày 11 tây tháng 6 năm 2016, khi mưa vừa tạnh không được bao lâu, thì bỗng nhiên bầu trời tối sầm, mây đen ùn ùn kéo đến. Phía ngoài biển mưa lất phất, sau đó xuất hiện vệt đen thẳng đứng. Vài phút sau, vệt đen lớn dần lên, người dân mới biết đó là vòi rồng. Thời điểm này, gió và sóng biển rất dữ dội. Vòi rồng di chuyển ngày càng gần, khiến nhiều người lo ngại sẽ tiến vào bờ. Nó liên tục quằn thảo dữ dội, hút nước biển lên cao hàng trăm mét tạo thành cơn mưa rào, ngày càng tiến sâu vào bờ. Trong khi nhiều người lo ngại tránh đi nơi khác, thì có một số du khách thản nhiên đứng xem và dùng các thiết bị ghi hình và chụp hình lại. Theo tìm hiểu, vòi rồng xuất hiện từ những ổ mây dông rất mạnh ở trên cao. Ở đâu có dông dữ dội là ở đó có thể có hiện tượng này. Vòi rồng xuất phát từ chân đám mây, theo hình trung ốc rồi hạ thấp xuống đất liền hoặc ven biển. Vòi rồng rất nguy hiểm vì nó di chuyển thành vệt kéo dài khoảng vài chục đến vài trăm mét. Đường đi của nó y hệt một cơn bão nhưng phạm vi nhỏ hơn. Khi hiện tượng này xuất hiện, trên biển thường có sóng cao gió giật, tàu bè có thể bị cuốn vào đẩy ra xa. Hiện tượng này xảy ra rất nhanh nên khó phòng tránh, ngay cả dự báo cũng rất khó mà chỉ có thể cảnh báo. Người dân nên chú ý tránh khi gặp hiện tượng này, cần tìm nơi tránh trú an toàn để đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Cụ bà gần 50 năm không cần ăn cơm. Sau gần 50 năm không ăn hạt cơm nào, nhưng cụ bà vẫn sống bình thường như bao người khác.
thức ăn chính của cụ được thay bằng vài ba củ khoai hay ít ngô. Sau gần 50 năm chỉ biết đến ngô và sắn, cụ bà Nguyễn Thị Vương 94 tuổi lại đòi ăn cơm trước sự việc ngạc nhiên của gia đình và người xung quanh. Nhiều người thấy làm ngạc nhiên trước khả năng kỳ lạ của bà. Thế nhưng 2 năm trở lại đây, cụ bà lại đòi ăn cơm trở lại trước sự hoài nghi của người dân trong làng. Không tin trước sự việc kỳ lạ đó, mấy ngày nay có rất nhiều người dân hiếu kỳ tập trung lại nhà cụ để tận mắt nhìn thấy người đàn bà kỳ lạ. Từ trung tâm thị trấn Lạc, men theo đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 20 km, chúng tôi tìm về nhà cụ bà đặc biệt theo như lời giới thiệu của một người bạn. Khi vào đến trung tâm xã Nghĩa Bình, chỉ cần hỏi tên, người dân đã chỉ rành rọt đường vào nhà cụ. Khả năng kỳ lạ của cụ bà là từ khi mang thai đứa con út, bà bỗng dưng không ăn được cơm. Dù chỉ ăn một hạt hay ngửi thấy mùi cơm là người bà đã lên cơn co giật. Gần 50 năm trôi qua, những thói quen của cụ không còn lại gì với con cháu. Thế nhưng 2 năm lại đây, cụ bà không thể ăn một hạt cơm ngày nào, nay bỗng dưng thèm cơm trở lại. Đó là cụ Nguyễn Thị Vương, còn gọi là bà Văn 94 tuổi, trú tại xóm 3 xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Cụ bà Nguyễn Thị Vương sinh năm 1918 trong một gia đình thuần nông ở vùng đất Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Năm 1964, cụ Vương mang thai đứa con út và cũng trong năm nay, gia đình bà chuyển từ Diễn Châu lên vùng đất Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ để xây dựng kinh tế mới. Một điều đặc biệt là từ khi mang thai, cụ Vương không hề ăn một hạt cơm nào. Nếu như không nói là không thể ăn được, bởi cứ ngửi thấy mùi cơm là cụ Vương lại có hiện tượng nôn ói. Gia đình cụ lúc đó nghĩ hiện tượng ngán bình thường của người khi mang thai nên cũng không quan tâm gì nhiều. Cả gia đình mong đến lúc sinh xong thì cụ Vương lại có thể ăn cơm bình thường. Kể từ đó, thức ăn hàng ngày của cụ Vương là củ khoai, hạt ngô, còn thực phẩm thì cụ chỉ ăn được cá và rau xanh, chứ không hề đụng vào một miếng thịt. Sau đó, cụ Vương trở dạ sinh đứa con út, cả gia đình vui mừng khi mẹ tròn con vuông. Tuy nhiên, trong suốt thời gian ở cữ, cụ Vương vẫn không thể ăn cơm được. Có thể nói rằng, lúc bấy giờ cơm là kẻ thù số một của bà, vì chỉ cần ngửi thấy mùi cơm là y như rằng cụ lên cơn co giật rất đau đớn. Lo lắng cụ bà bị bệnh gì lạ, nên gia đình đưa cụ đi khám tại bệnh viện huyện Diễn Châu cũng như bệnh viện huyện Tân Kỳ, nhưng không nơi nào phát hiện được bà đang mắc căn bệnh gì. Năm lần bảy lượt đến bệnh viện, ông bà lại trở về với kết luận sức khỏe bình thường. Không phục với kết quả đó, gia đình bà chuyển sang chữa bệnh bằng cây thuốc nam. Hễ nghe ai nói có thầy lang nào giỏi, lại lên đường lặn lội mời về tận nhà xem bệnh cho bà. Nhưng rồi các thầy lang đó cũng lắc đầu chịu thua khi không rõ thực hư bà mang bệnh gì mà lại có những triệu chứng khác người như vậy. Kể từ đó, gia đình mới chấp nhận sống chung cùng căn bệnh của bà. Hằng ngày, khi gia đình quay quần ăn cơm thì bà Vương chỉ biết ăn sắn, ăn khoai. Nhưng củ sắn, hạt ngô cũng phải được nấu riêng, bởi nếu cho vào nồi cơm để hấp chín, khi bà ăn vào bà lại lên cơn co giật. Gần 50 năm không ăn hạt cơm nào, nhưng sức khỏe của cụ Vương vẫn rất bình thường. Mỗi buổi ra đồng, bà chỉ cần mang theo vài bao củ khoai là có thể làm suốt mà không cần nghỉ. Năm 1993, khi cụ ông mất đi, khi đó cụ Vương đã 75 tuổi, cụ chuyển về sống cùng người con trai cả là ông Cao Văn Huân. Ông Huân chia sẻ rằng, dù không đếm xỉa đến hạt cơm nào, có ăn ngô ăn khoai, nhưng sức khỏe của cụ vẫn rất tốt. Chỉ cần một sơ suất nhỏ để cụ ngửi thấy mùi cơm, khi cụ lên cơn co giật thì thanh niên trai tráng còn không giữ được. Có chế độ ăn khác người, bởi con người bình thường thì không thể nhịn cơm được quá một tuần. Nhưng cụ Vương lại không ăn cơm trong gần 50 năm. Hằng ngày, những giờ cơm của gia đình luôn được chia làm hai kiểu khác nhau. Một bên ăn cơm bình thường và một bên chỉ ăn khoai. Thỉnh thoảng, cụ bà có ăn thêm cá. Hiện nay, 8 người con của cụ đã trở thành ông thành bà. Cô con gái út đã gần 50 tuổi rồi mà cụ bà vẫn không thể ăn cơm lại bình thường. Cụ Vương có ít nhất khoảng 50 người cháu chắc. Dù đã ở tuổi bách niên giai lão, nhưng cụ vẫn có thể tự đi lại và tự sinh hoạt bình thường. Điều đặc biệt hơn là 2 năm trở lại đây, cụ Vương bỗng dưng đòi ăn cơm trở lại. Quá ngạc nhiên với thay đổi khác lạ đó, ông Huân 64 tuổi con trai trưởng của cụ cho biết, cụ đã không ăn hạt cơm nào kéo dài gần 50 năm qua. Bỗng nhiên vào một ngày cuối năm 2010, cụ bà lại đòi ăn cơm. Lúc đó, cả nhà đều ngạc nhiên và tôi lo sợ sự thay đổi đột ngột của bà có thể là điềm báo để bà cụ ra đi. Nên lúc đó tôi đã không dám cho cụ ăn cơm ngay mà tôi đã gọi con cháu đến họp bàn có nên cho bà ăn cơm trở lại. Cuối cùng thì mọi người thống nhất để bà cụ ăn cơm lại như người bình thường, kẻo sau này có chuyện gì thì gia đình lại hối hận.
Gia đình nhìn cụ ăn những miếng cơm rất ngon lành, nhưng ai nấy đều lo sợ. Những ngày đầu, tất cả con và cháu đều túc trực để theo dõi những biểu hiện của cụ. Thế nhưng những hôm về sau, sức khỏe của cụ vẫn rất tốt, nên gia đình mới thực sự yên tâm. Vậy là trong suốt gần 50 năm không thèm đếm xỉa đến cơm, nay cụ Vương lại ăn được cơm bình thường, và các thực phẩm như thịt và các loại khác cụ đã ăn lại được bình thường. Dù lúc trước không ăn cơm, cụ không ngửi đổi mùi của những thực phẩm đó. Trước sự việc kỳ lạ của cụ Vương, ông Nguyễn Thanh Bích, chủ tịch xã Nghĩa Dũng cho biết, thời gian gần đây, có rất nhiều người tìm gặp hoặc gọi điện về hỏi thăm và xác minh thông tin về cụ bà, gần 50 năm không ăn hạt cơm nào. Nhưng giờ bỗng dưng ăn trở lại, chúng tôi cũng rất ngạc nhiên về việc cụ bà không ăn cơm nhưng vẫn sống khỏe mạnh. Bên chính quyền cũng đã động viên gia đình cố gắng chăm sóc tốt sức khỏe của cụ bà. Trước sự thay đổi kỳ lạ của cụ bà, người dân trong vùng rất lấy làm ngạc nhiên. Ban đầu khi cụ gần 50 năm không ăn cơm đã khiến nhiều người hoài nghi và cho rằng đó là khả năng đặc biệt của cụ. Nhưng đến nay khi đã 94 tuổi, cụ Vương bỗng dưng quay lại thói quen trước khi cụ vẫn còn trẻ và sức khỏe của cụ Vương vẫn duy trì rất tốt. Vì thế trong làng ngoài xã, ở đâu cũng râm ran câu chuyện của cụ. Nhiều người còn cho rằng đây là chuyện lạ rất hiếm gặp ở Việt Nam.